Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com và em là Kiên Xe Đạp. Trong những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều cái dòng touring của Giant khác nhau, và trong video này em sẽ gửi đến các bác hai cái xe đẹp liên tục, và em sẽ phân làm hai video khác nhau, đó là cùng là một dòng Giant FCR 3100 nhưng mà là khác năm sản xuất, tức là một trước thì năm trước và một chiếc thì năm sau. Và bây giờ em sẽ đổi camera để tiến hành review cái chiếc xe đạp này. Vâng, và như trong khung hình đây thì các bác đang nhìn thấy tổng thể của chiếc xe đạp Touring Giant FCR 3100. Về cơ bản thì cái dáng xe rất là đẹp, trường xe, dáng khung bán súng. Tại sao gọi là khung bán súng? Bởi vì cái hình tam giác này, đấy, nó giống một cái báng của cái súng, súng trường, cho nên là gọi khung này khung bắn súng. Vâng, đây là hiệu của dòng sản phẩm này, FCR 3100. Đây là miếng dán để chống sức khung khi mà dây chuyển số tì vào. Về phần sơn của xe này thì em đánh giá là khá là đẹp, khoảng 90%, không có một vết xước nhỏ nào. Ngay kể cả cái vị trí mà dễ xước nhất là cái càng đằng trước thì chúng ta cũng em cũng không thấy một cái vết xước nào cả. Rất ít vết xước là lớn. Tất cả các dòng sản phẩm của Giant thì đều được mang trong mình công nghệ đúc nhôm siêu nhẹ Alu XX. Đây, như các bác người có thể nhìn thấy là Aluminum Technology. Đấy, là công nghệ nhôm của Giant rất nhẹ luôn, cho nên hãng Giant được rất là nhiều người tin dùng lựa chọn, rất là phổ biến. Ở những cái đây xe này thì có những cái vấu này, dòng touring mà, cho nên là có những cái vấu này để giúp cho chúng ta có thể bắt được những cái gap ba ga hay là những cái giá chằng đồ, tùy theo cái này là theo ý muốn của người dùng. Đấy, cho nhà sản xuất thì người ta làm sẵn như vậy. Size của chiếc xe này là size S là size small, cho nên là size này sẽ phù hợp cho những người cao từ 1m60 cho đến 1m75 là đi phù hợp. Đằng trước của chúng ta thì trang bị một cái đùi đĩa là 2 tầng, một bộ chuyển đĩa. Phía đằng sau thì trang bộ chuyển níp, bộ đề là Shimano Tourlay TX, một bộ đề rất hay được trang bị trong những cái dòng touring của Giant, cũng như là Giant Escape SL2 cũng trang bị cái bộ này. Đằng sau thì cũng là một cái lift thả 8 tầng. Bánh vẫn là bánh nguyên cặp của hãng Giant luôn. Có một số vết hơi bong chóc ít ở chiếc vành này. Vâng. Và phanh của chiếc xe được trang bị là phanh Techo. Máy ơ cũng có của thương hiệu Gian. Chúng ta cùng đi đến phía bên này của chiếc xe. Sơn khá là mới, theo như em thấy thì không thấy một vết xước nào lớn cả. Nhà sản xuất cũng đã rất tinh tế ở những cái chỗ mà dây chạm với sườn này, thì họ đã dán những cái miếng đề can trong để mà chống xước cho khung, rất tinh tế. Size S cái bên này, phanh là phanh Techo cả hai bánh. Chúng ta đi đến phần tay cầm của các dòng touring thì thường là sẽ là tay cầm ngang. Đây, bên trái của chúng ta sẽ có tay chuyển số là 3 lắc để chuyển tay chuyển số 2 lắc để chuyển đĩa, và bên tay phải sẽ là tay chuyển số 8 lắc để chuyển lip.
Vâng, và đây là tổng thể của chiếc xe. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá xong chiếc xe đạp Zion Touring FCR 3100 là đây là một cái dòng touring khá là phổ biến của hãng xe Zion. Nếu các bác quan tâm đến giá bán của chiếc xe đạp touring này thì hãy liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0975 709 943 để em tư vấn về giá bán và những cái chế độ các bác được hưởng. Nếu các bác quan tâm đến các cái xe đạp thể thao khác thì ở trên Facebook hãy ấn kết bạn với em qua tài khoản Facebook Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn chiếc chuông để các bác là những người được xem đầu tiên những cái video em up lên trên kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay, sách tay từ Nhật Bản, các thương hiệu như Orient, Seiko, Citizen. Thì các bác nếu còn quan tâm thì hãy lên Facebook hoặc YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này. Vâng, và em xin cảm ơn các bác đã xem, dành thời gian xem video của em, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau ạ. Xin chào tạm biệt ạ.